Okay, hello everyone. Welcome to Everyday 5 Words. Okay, so today to all nhẹ sọc xa phía xa ông lê tổng ốc. Sva cung, xa chú thamay bật đo tiết mò cắn. Ca sọc xa phía xa ông lê pram phía bật chăm thang ngay. Hey, thang ngay ní kia chìa third day, thang ngay tiết bấy, day 3. Okay. Tỏ lời dân tư sọc xa tổng ốc nè. Ta phía thamay thay ní, mình là bây khóa. Let's go. So the first word for today is tolerate. 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 Ikeyasap, right hand. From the tool. Tolerate. From the tool. Now, by mood, I copy guy in junk man, junker. Next, people top tip. Okay. Synopsis. 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 Tap it in name. You right hand. Sick day some cape. Synopsis. Nick. Repeat, huh? Segregate. 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 Kia sub verb. Đặt đầy like. Okay. Rồi gọi bóng bay chênh đầy like cho chàng tử. Bóng bay ở bầy mũ chênh bì 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 crom thì bầy crom xanh khi này chàng tử. Chúng ta dùng segregate. Rừng nâng. Okay. Nick. Vậy nick anh ta. Stalwart. Stalwart. Stalwart, chỉ còn là niệm, adjective, đại smart strong, gọi đại ai chư tục chặt bản, stalwart, stalwart, okay. Nick, bị trong cái cứ niche, 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 tham bị trên niệm, là lực càng nghĩa được gọi đồng này, hay chỉ tu tới càng nghĩa được đồng này lúc chúng ta lực càng nghĩa mới đây là bị sạ xong đường dương, chỉ càng nghĩa dương bình chất, okay. Chúng người ta ở đặc cho I have met a niche đặc cho mà ở và cái chữ càng nghe mũi đặc cho pin chất mình là càng nghe về về sạ xong đường dương chẳng biết xong rồi đường dương nè chẳng niche okay chẳng thank you everyone chẳng khả năng sắp xa bạn đọc pram pị hơi cứ tới 3 days and thanks for watching and please have to subscribe after you watch this video. Chẳng ở côn sở rạp ca tạm đàn mơ vị tổ tự ọc ní hay cái mất xong bà lờ YouTube xong chui subscribe hay nè lờ Facebook rồi có thà chia page xong chui share bằng to tầm bài dân sắc xa tự ọc ní. Okay, everyone, thank you, see you tomorrow.